Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục truyện chữ phần 332, ý nghĩa sâu xa của đại tu Di Trúy. Giống như ngưng tụ tất cả lực lượng của Lam Ngân Thảo trong tinh đấu đại xâm lâm mà xuất ra một quyền này. Bàn tay màu vàng của Thiên Nhậm Tuyết cùng với quyền đầu tràn ngập sinh mệnh khí tức, lóng lánh ngọn lửa màu vàng lam của Đường Tam va chạm với nhau. Ầm một tiếng lổ vang, ngọn lửa màu vàng lam phóng lên cao. Thân thể của Đường Tam cũng theo tiếng lổ này mà bay ra sau. Thế nhưng thân thể thần cấp của Thiên Nhậm Tuyết dĩ nhiên là cũng sẽ bị trì trệ trên không trong chốc lát. Khí tức sinh mạng khổng lồ kia cũng đã áp chế thần niệm của nàng xuất hiện ra một chút sơ hở. Sao lại có thể như vậy? Thiên Nhậm Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng không hiểu Đường Tam làm như thế nào. Phải biết rằng, lúc này Đường Tam cũng không có phóng xuất ra làm một lĩnh vực, nhưng cũng đã huy động tất cả lực lượng của Lam Ngân Thảo trong tinh đấu đại xâm lâm. Năng lực này đúng ra là thần cấp mới có thể đạt tới, hơn nữa có khuynh hướng là lực lượng của thần cấp tự nhiên. Thế nhưng Thiên Nhậm Tuyết nhanh chóng phát hiện ra, thân thể của Đường Tam bay ra sao mặc dù là không có bị thương, thậm chí ngăn cản thần lực của mình ở ngoài cơ thể. Thế nhưng chín cái hồn hoàn đang vần quanh thân thể của hắn cũng đã có một cái bị phá nát, hóa thành từng điểm sáng màu vàng lam rồi biến mất trong không khí. Đây là chuyện gì? Thiên Nhậm Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chú Đường Tam, nhưng mà thân thể của Đường Tam chỉ bay ra sau 10 thước đã ngừng lại. Hai mắt lúc này cũng đã biến thành màu vàng lam, bốc lên ngọn lửa lóng lánh mà cuồng dã, giống như là một ông vua của các loài thú, mang theo khí phách không gì sánh kịp, cùng với ngọn lửa màu vàng lam mênh mông tiếp tục vọt lên. Thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn, cũng càng thêm mãnh liệt. Rất là hiển nhiên, lực lượng mà hắn phóng xuất ra lúc này đã đạt tới trình độ là cực mạnh. Thiên Nhậm Tuyết nhíu mày, lúc này nàng không xông lên trước, kim quang trên người trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành ngọn lửa màu vàng bừng lên, khí tức thần thánh mênh mông phá thân thể mà ra. Ngọn lửa màu vàng khổng lồ làm cho không khí như là bị vặn vẹo. Hai tay cùng xuất ra, một tay đánh ra một quyền về phía Đường Tam đang vọt tới. Tay kia trực tiếp chụp vào bả vai của Đường Tam, tốc độ nhanh như là điện chớp. Ánh sáng màu vàng mờ mịt cơ hồ là thoáng chốc đã bao phủ cả thân thể của Đường Tam, cũng bao phủ luôn cả ngọn lửa màu vàng lam trên thân thể của hắn. Sau mấy lần bị Đường Tam ngăn cản, Thiên Nhậm Tuyết rốt cuộc là đã chân chính phóng xuất ra lực lượng thần cấp của nàng. Mặc dù nàng không có sử dụng ra thần ký của Thiên Sứ Chi Thần, nhưng mà dù sao nàng cũng là thần. Dưới sự ra tay nhất thời đã toàn diện áp chế Đường Tam. Thế nhưng thân thể của Đường Tam mang theo khí thế cuồng dã vô kể đột ngột ngừng lại giữa không trung. Hai tay vẽ ra một vòng tròn kỳ dị trước ngực, một vòng lực kéo mình mông sinh ra trong nháy mắt, làm cho xung quanh thân thể của hắn, thậm chí là cả ngọn lửa màu vàng lam của bản thân trong nháy mắt cũng ngưng tụ trên song trướng, hóa thành một vòng lửa màu vàng lam cuồn cuộn ở trước ngực của mình. Chân lảo đảo một cách hư huyễn, Thiên Nhậm Tuyết chỉ cảm thấy Đường Tam trước mặt trở lên giống như là không có thật, tựa như có mấy cái ảnh áo cùng lúc hiện ra trước mặt của mình. Bằng vào thần niệm dò xét, mặc dù nàng có thể tìm được chuẩn xác ai là Đường Tam chân chính, thế nhưng nàng vẫn phát hiện ra hư ảnh trống rỗng của Đường Tam đã chia ra một phần lực lượng công kích của mình. Phá cho ta! Đường Tam quát lớn một tiếng, trong tiếng giống giận tràn ngập uy lực, vòng xoáy màu vàng lam trong tay của hắn lương theo cái hồn hoàn thứ hai cùng lúc phá lát. Lực lổ mạnh vô kể làm cho ánh sáng màu vàng lam trong nháy mắt biến thành màu vàng, năng lượng ba động khổng lồ phóng lên cao, hóa thành một cột sáng màu vàng thật lớn, mạnh mẽ phá tan ánh sáng màu vàng của Thiên Nhậm Tuyết đang bao phủ. Mà hai tay của Đường Tam cũng đụng với hai tay của Thiên Nhậm Tuyết đang đánh tới. Tay trái của Đường Tam sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại, tay phải sinh ra một cỗ lực lượng đẩy thật mạnh, một hút một đẩy. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Nhậm Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình nghiêng đi, phần lớn lực lượng công kích cũng bị hóa giải, chỉ còn lại một phần rất ít va chạm với thân thể của Đường Tam. Thân thể của hai người lần lượt thay đổi, nhất thời đổi chỗ cho nhau, thân thể lướt qua nhau, mỗi người bay ra xa mấy chục thước mới ổn định lại thân hình. Lực lượng thần cấp, sắc mặt của Thiên Nhậm Tuyết lúc này trở nên nghiêm trọng. Thông qua hai lần va chạm, nàng đã nắm chắc rõ ràng, lúc này Đường Tam đã dùng một phương thức đặc biệt để kích thích năng lực của bản thân. Hắn không có sử dụng ra hồn kỹ, nhưng mà lực lượng của hắn cũng là đạt tới trình độ là cổ thần cấp. Thiên Nhậm Tuyết không biết Đường Tam làm như thế nào, nhưng từ trên người của Đường Tam, nàng cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Chẳng lẽ hắn muốn cho mình sử dụng ra hồn kỹ trước hay sao? Thiên Nhậm Tuyết trong lòng tự hỏi. Không, tuyệt không. Ánh mắt của Thiên Nhậm Tuyết ngưng trọng, nội tâm kiêu hãnh tuyệt đối là không cho phép nàng làm như vậy. Mặc dù nàng biết Đường Tam hiện tại không sử dụng ra hồn kỹ rất là có thể là hắn căn bản là không làm được, nhưng nàng vẫn không muốn xuất ra hồn kỹ. Nàng muốn đường đường chính chính dùng phương pháp đơn giản nhất để đánh bại Đường Tam, chinh phục Đường Tam. Đường Tam lại động, lúc này thân thể của hắn càng thêm hư ảo, giống như là một đạo quỷ ảnh mang theo vô số tàng ảnh, giống như từ bốn phương tập hợp mà đến, vọt tới Thiên Nhậm Tuyết.
Thiên Nhậm Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi nói, hạt châu nho nhỏ cũng đòi tỏa sáng dưới ánh trăng. Một tiếng ầm vang lên, sáu cánh sau lưng đồng thời xuất động, ngọn lửa màu vàng không gì sánh kịp trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của hắn. Cả người giống như là một ngôi sao xẹt màu vàng, không để ý tới thân thể của Đường Tam biến thành hư ánh. Tay phải nắm thành quyền, dùng thần niệm dò xét vị trí từ bản thể của Đường Tam mà đánh tới. Một màu vàng, một màu vàng lam, hai đạo thân ảnh cực kỳ nhanh, Đường Tam lúc này cũng không có ý muốn tránh né. Hai tay cùng lúc nắm chặt lại, ngọn lửa màu vàng lam hoàn toàn ngưng tụ trên hai đấm của mình. Bát Chư Mâu sau lưng bởi vì hắn bộc phát toàn lực mà phá cơ thể mà ra, toàn bộ năng lượng cũng đều ngưng tụ vào một điểm. Một tiếng ầm va chạm vang lên, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt va chạm, cột sáng màu vàng thật lớn phóng lên trên trời cao tới vài trăm thước, làm cho toàn thể tinh đấu đại sầm lâm đều ảm đạm thất sắc. Từng mảng lớn lam ngân thảo dưới ánh sáng lấp lánh thoáng phóng ra ánh sáng màu vàng lam mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền héo rũ hóa thành tro bụi bay đi. Chúng đã lấy toàn bộ lực lượng cấp cho Đường Tam, nhờ vậy trong một kích này hắn mới không bị thiên sứ thần lực hủy diệt. Dù vậy, lam ngân thảo trong tinh đấu đại sơn lâm vẫn là tràn ngập ý chí chiến đấu hưng phấn như trước. Cơ thể vì hoàng đế mà chết, trong nội tâm của chúng đó là vinh quang tuyệt đối. Thân thể của Thiên Nhậm Tuyết bị ngưng trệ ngay tại vị trí hai người va chạm, mà thân thể của Đường Tam đã bay xa ra ngàn mét. Thân thể cứng rắn của hắn bay đi làm đứt gãy không biết bao nhiêu cây cối. Máu tươi màu vàng kim nhạt trong miệng phun ra ảo ạt, mà từng ngụm máu tươi phun ra lập tức là hóa thành ngọn lửa màu vàng lam bừng cháy. Thiên Nhậm Tuyết trong một kích này đã biểu hiện ra đầy đủ thực lực thần cấp không gì ngăn cản nổi. Dưới sự giận dữ đã đánh bay Đường Tam cũng làm cho hắn bị thương. Đồng thời, cái hồn hoàn thứ 3 trên người của Đường Tam cũng đã bị phá nát, nhưng mà Thiên Nhậm Tuyết vẫn là cảm giác được. Đường Tam mặc dù bị thương nhưng mà thương thế cũng là không quá nghiêm trọng. Ngược lại, hắn lợi dụng khí thế thân thể sau khi bị bay đi, dùng hết khả năng hóa giải thiên sứ thần lực trên người. Thầm khen một tiếng, Thiên Nhậm Tuyết tự biết, nếu so về hóa giải lực, vận dụng lực, sợ rằng mình không bằng Đường Tam, nếu hắn cũng có lực lượng ngang bằng với mình, sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ của hắn như là lúc trước. Cũng bởi vì thế, trong đáy mắt của Thiên Nhậm Tuyết hiện lên một tia sát khí, làm nhân như vậy nếu không thể nắm trong tay. Xem như hắn là sơ hở lớn nhất trong nội tâm của mình, cũng là nhất định phải giết chết hắn. Nếu không, tương lai vạn nhất hắn trở thành thần, nhất định là sẽ là uy hiếp lớn nhất của võ hồn đế quốc. Thậm chí có thể sẽ mang đến cho võ hồn đế quốc nguy cơ hủy diệt. Ngay sau đó, Đường Tam bị đánh bay xa ngàn mét đã quay trở về, hắn như là lửa cháy bừng bừng, căn bản là không cho mình một chút thời gian ngừng nghỉ. Thân thể sau khi bay về dừng lại rồi tiếp tục đánh xuống, đã tới hoàn thứ 3 trong 9 hoàn. Nhưng khí thế của hắn chỉ có tăng mà không có giảm, ngọn lửa màu vàng lam bao vây lấy thân thể của hắn. Dấu ấn của Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán phóng xuất ra quang mang mênh mông, đầu tóc dựng đứng cả lên, toàn thân dường như là đã tiến nhập vào trong trạng thái cuồng bạo vậy. Trạng thái như vậy, Thiên Nhậm Tuyết cũng đã từng gặp qua, đó chính là lúc Đường Tam đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Lúc đó bộ dáng hắn không phải là y như này hay sao? Ngược lại ta lại muốn xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu lần công kích của ta. Thiên Nhậm Tuyết đón đầu của Đường Tam, lúc mà tiếng lộ kịch liệt vang lên từ hồn hoàn thứ tư của Đường Tam lộ ra. Thân thể của hắn đã bị đánh bay ra một lần nữa, thế nhưng lần này hắn không phải là bị đánh bay về phía sau, mà là bị đánh bay thẳng lên trên không. Ngọn lửa khổng lồ màu vàng đuổi theo Đường Tam, muốn hoàn toàn lút lấy hắn. Đúng vào lúc này, dấu ấn Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán của Đường Tam đột nhiên trở lên thánh thiện vô kẻ. Đang ở giữa không trung, máu màu vàng kim nhạt như là con rắn nhỏ từ trong miệng của hắn chảy ra. Vẫn trên không trung, hắn dùng hai tay đánh mạnh lên trên thân của mình, làm cho thân ngửa ra sau, dùng lưng thu lại Bát Chư Mâu để ngăn cản ngọn lửa màu vàng kia đang cắn nuốt. Cảm giác hồn lực bị ăn mòn mãnh liệt làm cho quang mang màu vàng lam trên người của Đường Tam hơi ảm đạm. Nhưng khoảnh khắc sau, từ trên Bát Chư Mâu đã phun ra hàng trăm đạo ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ xâm nhập vào trong ngọn lửa màu vàng của thiên sứ thần lực. Khi mà chúng nó tưởng như là bị ngọn lửa màu vàng hủy diệt, thì chúng lại từ bên trong ngọn lửa màu vàng điên cuồng cắn nuốt thần lực của Thiên Nhậm Tuyết rồi quay trở lại rót vào trong cơ thể của Đường Tam, làm cho quang mang màu vàng lam xung quanh thân thể của hắn lại càng trở lên mạnh mẽ. Ngay lúc này, Đường Tam lại phun ra một ngụm máu tươi, Bát Chư Mâu kia giống như là tự sát tự mình cắn nuốt, làm cho lực lượng của hắn một lần nữa tăng lên tới đỉnh điểm. Nhưng cảm giác thống khổ vỡ tan sau lưng vẫn làm cho thân thể của hắn không ngăn được co rút kịch liệt. Dù vậy, ý chí cứng rắn như thép của Đường Tam cũng không dao động chút nào. Lộn ngược trở lại, đầu dưới chân trên, hai tay tạo ra thành hình chữ thập trên đỉnh đầu. Cả người như là một mũi tên nhọn màu vàng lam từ trên trời giáng xuống. Hồn hoàn thứ 5 trên người lổ tung, dung nhập vào trong ngọn lửa màu vàng lam, tiến lên ngăn chặn công kích của Thiên Nhậm Tuyết. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới bây giờ, nếu dùng một câu nói để hình dung trạng thái của Đường Tam trong chiến đấu, Thiên Nhậm Tuyết khẳng định sẽ nói rằng thật là ngông cuồng. Tất nhiên, Đường Tam tự biết dưới tình huống thực lực không bằng Thiên Nhậm Tuyết, sử dụng phương thuốc như là uống thuốc độc mà giải khát, phát động công kích tự sát với Thiên Nhậm Tuyết. Hai kích đầu tiên của Thiên Nhậm Tuyết thậm chí cảm giác được thủ phát thiên sứ thần lực mạnh hơn một chút nữa là có thể đủ để đánh nát Đường Tam. Thế nhưng sau 4 lần va chạm, Đường Tam vẫn còn khỏe mạnh như trước, lại còn phát động lần công kích thứ 5 còn hùng hiểm hơn. Hắn duy trì công kích liên tục không ngừng,
thậm chí làm cho Thiên Nhậm Tuyết cũng trở nên có chút mơ hồ. Nàng tin tưởng nếu như là một gã phong hào Đấu La khác, sợ rằng không thể làm được một góc như vậy. Lần thứ 5 va chạm, giữa hai tay của Đường Tam tạo thành hình chữ thập và hữu quyền như là dòng bay của Thiên Nhậm Tuyết. Ánh sáng màu vàng tạo lên vòng tròn sáng tỏa ra trong vòng 10 sấm. Lúc mà vòng sáng ấy va chạm bất cứ vật gì, cả bằng ngọn cây đều bị cắt đứt. Năng lượng ba động khổng lồ làm cho không khí ngưng động trở lại. Lúc này người bị đánh bay đi không phải là Đường Tam nữa, mà chính là Thiên Nhậm Tuyết. Thân thể của Đường Tam ở trên không trung chỉ có chút chấn động, cả người một trận run nhẹ nhẹ, cô nén không để phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của Thiên Nhậm Tuyết lại rơi xuống, lúc mà hai chân chạm đất, lún sâu vào trong đất là hơn nửa thước. Hiển nhiên là đã không thể hóa giải hoàn toàn lực lượng trong một kích ấy của Đường Tam. Lực lượng công kích sắc bén kia xâm nhập vào trong thiên sứ thần lực của nàng, liền phát ra một lực lỗ vô cùng là mạnh mẽ, rồi cắn nuốt năng lượng sung mãn của thiên sứ thần lực, làm cho đặc tính thiêu đốt căn bản là không thể phát huy ra. Ha ha, đến đây đi. Sự ngưng trệ của Đường Tam chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau khi ngọn lửa mạnh mẽ màu vàng lam xua tan đi kim quang chung quanh thân thể, hắn lại vào tới như sao xét, chém thẳng tới sau cái cánh của Thiên Nhậm Tuyết đang giãy giụa cố thoát ra khỏi mặt đất. Ngươi thực sự là muốn tìm cái chết hay sao? Thiên Nhậm Tuyết nổi giận quát lên một tiếng. Thất bại liên tiếp làm cho lửa giận trong lòng của nàng hừng hực như là thiêu đốt. Đối mặt với lần công kích thứ 6 của Đường Tam, hai tay của nàng làm ra một động tác như là đang lưng lên một cái gì đó. Một cái ảo ảnh thiên sứ khổng lồ hiện ra sau lưng của nàng, ngọn lửa màu vàng kinh khủng ngưng tụ thành một thanh thiên sứ chi kiếm thật lớn. Đây không phải là thần khí, mà là do hồn lực bản thân của Thiên Nhậm Tuyết ngưng tụ mà thành. Cự kiếm dài đến 100 mét trông như là thật. Lúc trước kiếm Đấu La cũng thi triển ra năng lực giống như là vậy, nhưng mà công kích của kiếm Đấu La so với năng lực ba động phát ra lúc này của Thiên Nhậm Tuyết thì chỉ như là đom đóm so với ánh trăng mà thôi. Sắc mặt của Đường Tam ngưng động lại, nhưng mà nét cuồng dã trong đôi mắt của hắn không giảm bớt chút nào. Trên người của hắn đệ lục, đệ thất, đệ bát ba cái hoàn hoàn đồng thời phá nát, hóa thành từng đạo ánh sáng xoay chuyển bao phủ toàn thân của hắn vào trong. Lúc này toàn thân của hắn nhìn qua như là một khối trong suốt. Hải thần chi quang mênh mông bắn xa từ dấu ấn của hải thần tam giao kích trên trán. Đồng thời một cái ảo ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng của Đường Tam. Ảo ảnh khổng lồ kia có hình dạng giống như là hải thần tam sao kích vậy. Hải thần tam sao kích bị Thiên Nhậm Tuyết cắm trên mặt đất, giống như là cảm giác được cỗ khí tức giống như là mình. Lưỡi kích ở giữa phát ra một tiếng vù vù hưng phấn. Mặc dù nó không thể gia nhập trong trận chiến này, nhưng mà lại giống như là vì Đường Tam mà hò hét trợ uy. Lực lượng của ba cái hồn hoàn ngưng tụ trong nháy mắt bộc phát ra. Ảo ảnh màu vàng lam của hải thần tam sao kích cùng với thiên số chi kiếm giống như là muốn chém toạc đất trời, chúng lơ lửng ở làm ngang giữa không trung. Thiên Nhậm Tuyết lóng lòng phát động, là nhìn chăm chú vào ánh mắt cuồng dã của Đường Tam mà cau mày. Nàng cảm giác sâu sắc được Đường Tam hiện tại đang dần dần cạn đi sinh mạng lực của hắn. Cho dù có toàn bộ Lam Ngân Thảo của Tinh Đấu Đại Sơn Lâm duy trì đi chẳng nữa, với phương thức không biết tên của hắn công kích mình từ nãy đến giờ, cùng lắm là hai bên cùng chết. Đương nhiên hắn không có khả năng giết chết chính mình. Chẳng lẽ vụ đánh cuộc kia chỉ là một cái cớ hay sao, làm cho mình không thể sử dụng ra thần khí hay sao? Thiên Nhậm Tuyết không công kích không có nghĩa là Đường Tam không công kích. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ lợi dụng cơ hội này mà thở một chút. Nhưng Đường Tam lại không làm như vậy. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, hắn đã không muốn đình chỉ một phút giây nào. Hư ảnh của hải thần tao do kích tỏa sáng hào quang. Hào quang xuất thế, hướng thẳng đến Thiên Nhậm Tuyết mà đến. Nhìn bộ dáng bay ra, không phải là Hoàng Kim Thập Tam Kích thức thứ 3, nhất khứ bất phàm hay sao? Tuy rằng trong tay không có thần khí, nhưng một kích này của Đường Tam lại không chút kém hơn lúc trước ngăn cản công kích của Thiên Nhậm Tuyết. Chỗ bất đồng chính là hiện tại Thiên Nhậm Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không bị hắn đánh trở tay không kịp. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm. Ấn vào trong trang chủ của mình, anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa Đấu La Đại Lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chưa Đấu La Đại Lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.